Hello. Hello, đây có phải số anh Trần Tuấn Vinh không ạ? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tôi gọi từ sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Có phải là anh đi biển số xe 51K56789 giờ ngày 17/3/2022 đúng không? Thì đúng là cái biển số xe đó là xe em đó. Tôi được cung cấp thông tin là hiện anh đang có một biên lai vi phạm giao thông chứ đặc phạt. Lỗi vi phạm của anh được camera ghi nhận ở đường Mai Chí Thọ để đổ xe sai quy định. Ủa gì vậy? Chúng tôi đang tiến hành gửi giấy phạt gì cho anh. Không biết là anh đã nhận được chưa ạ? Ủa giấy phạt gì em đâu có nhận gì đâu. Vậy chắc là đang trong quá trình nhận diện sẽ sớm đến tay anh phạt. Bây giờ tôi sẽ gửi cho anh một tin nhắn với một đường link để anh vào được phạt cấp. Nếu mà quá thời hạn đóng phạt hôm nay thì số tiền phạt của anh nó có thể là tăng gấp đôi dù quá thời hạn gì. Nhưng mà xe đó là em đi ráp nha. Còn em đâu có tiền để mua xe chạy. Anh mà khoan, anh làm cái gì? Vậy làm trong công an sở giao thông vận tải gì hả? Không biết nữa. Alo anh ơi. Đi chạy. Như các bạn cũng đã thấy, hiện nay có rất nhiều đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, gây hoang mang lo sợ cho người dân, biến người dân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhân cơ hội này, chúng tôi mong muốn các bạn hãy nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác với các đối tượng này, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến.